Rồi, chào bạn. Ngồi đi bạn. Dạ, anh chào bạn. Mời bạn nữ. À, bây giờ mình giới thiệu lớn lên cho bên kia mày nghe luôn nha. Dạ, em xin chào anh Linh, chào chị Tường, chào bạn gái bên kia, chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Em xin được giới thiệu, em tên là Nguyễn Duy Hùng, năm nay là em 29 tuổi, quê gốc là ở Quảng Trị, sinh ra ở Đồng Nai, lớn lên ở Bà Rịa Vũng Tàu, trải qua thời học sinh và sinh viên là ở Sài Gòn, và bây giờ là đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Năm tỉnh rồi ha. Coi như là tùm lum các nơi luôn ha. Dạ. Bạn làm công việc gì? Dạ, công việc của em hiện tại là kỹ thuật trại heo, là phụ trách về chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng điều trị bệnh, vệ sinh. Mình nuôi nhiều hết anh, bao nhiêu con? Dạ, khoảng 8.000 con chị Thường. Hả? Trời, cái này lúc mình nói kỹ lại vụ này nha. Dữ vậy ta. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh ạ. Chào em. Và các vị khán giả. Dạ, em là Lê Thị Nhi, em sinh năm 90 ạ. Quê em ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Hiện tại là em làm tư vấn bảo hiểm ở ngân hàng SCB. Dạ, hiện tại là em ở quận 7 ạ. Rồi, những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thì nói chung là em giao tiếp tốt và em tự tin, độc lập nữa chị. Điểm yếu là gì? Dạ, điểm yếu của em là hay quên á anh. Nhiều quên. Khi em không biết là em lỡ mà em có sanh, em không biết em có quên mất chồng của em luôn á. Em quên vậy là em phải đi kiểm tra đó, nếu quên nhiều quá mà quên sau này có quên chồng luôn là mệt lắm luôn á. Dạ, không sao anh, em ưu điểm là nhớ tốt. Nhớ tốt. Dạ, điển hình như là em là fan của chương trình. Em coi từ tập số 1 cho đến bây giờ là tập 429. Coi hết luôn vậy đó hả? Tập số 1 thì được phát sóng vào ngày 1 tháng 12 năm 2013. Bây giờ em có thể giải thích cụ thể cái công việc của em là làm gì trong cái trang trại nuôi heo đó? Dạ, công việc cụ thể là mình cho ăn, quản lý về mầm bệnh, môi trường xung quanh, chuồng trại, đỡ đẻ heo. Đỡ đẻ heo. Hả? Làm khâu đỡ đẻ heo anh. Đỡ đẻ heo hả? Dạ. Có như vậy em ăn ngủ luôn với heo luôn rồi. Dạ, có một cái kỷ niệm ăn ngủ với heo của em rất là thú vị như sau. Vào một đêm mà mưa gió nó nhẹ nhẹ, thì em được phân công đi trực. Đợi lâu quá, nó cũng hơi buồn ngủ. Thì nằm sát bên con heo và ôm con heo ngủ tới sáng. Và ôm con heo ngủ tới sáng. Nói chung là ôm heo ngủ nó cũng ấm thiệt. Ôm heo ngủ trong trời nó đẻ luôn hả? Dạ, sáng ra là thấy bầy heo con rồi anh. Thôi vậy hả, đi đỡ heo ngủ luôn, sáng thấy bầy heo con luôn. Thôi được rồi, giờ qua chuyện heo đi. Bây giờ tới chuyện tình yêu nè. Mình trải qua mấy mối tình rồi anh Hùng? Dạ, em có rất là nhiều mối tình chị ơi. Nhưng mà chính thức thì có một mối tình. Bao nhiêu năm? Và dạ, hơn một năm. Và lý do chia tay thì là khoảng cách quá xa. Xa là ở đâu anh? Bạn ấy ở Đắk Lắk bạn ơi. Bạn gái thì mình có mấy mối tình rồi em Nhi? Dạ, em cũng giống bạn Hùng là cũng có nhiều mối tình. Nhưng mà chỉ có hai mối tình là nghiêm túc. Chia tay bao lâu rồi? Dạ, chia tay lâu lắm rồi chị. 4 năm. 4 năm? Dạ. Vậy trong suốt 4 năm đó mình không có ai đeo đuổi mình sao? Mình không có dạ, chọn được ai? Dạ, cũng có nhiều với chị. Nhưng mà em cũng có quen. Nhưng nói chung là không chính thức ạ. Rồi bây giờ là muốn lấy chồng chưa? Dạ, bây giờ là cũng hơi muốn rồi chị. Hơi muốn rồi ha. Mẹ em nói là chỉ cần giới tính nam là được rồi. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, chỉ cần là không hói, không hô, không bụng bự là được rồi chị. Coi kiểm tra coi. Hói hả? Có không? Không. Tóc đầy đủ. Đầy đủ đúng không? Dạ. Rồi, không có bụng bự luôn, bụng nhỏ luôn, không có gì hết. 6 muối luôn anh. Hả? 6 muối luôn. 6 muối luôn, hả? Ghê vậy. Có tập tà mà bây giờ nó dồn lại còn mấy muối rồi chị dạ, ơi. Dạ, biết lo lắng cho gia đình. Heo người ta còn lo được mà được. Có yêu cầu gì em ơi, yên tâm. Dạ, là... Có yêu cầu gì cao cao hơn xíu nữa? Yêu cầu gì cao cao hơn xíu nữa? Cao hơn xíu nữa. Nếu mà quen bạn gái á, thì không được nhắn tin với người khác. Nói chuyện thông minh, hài hước một xíu. Nãy giờ em thấy anh hài hước không? Dạ, cũng chưa bằng em anh ạ. Chưa bằng em. Dạ, không sao anh.
anh đến với chương trình là qua rất là nhiều thách thức ha. Thì duyên thì có rồi đó, nhưng mà bây giờ anh sẽ cho em thấy được thế nào là số qua một cái bài thuật toán về tình yêu như sau. À, dạ. Sao? Ở đây là có hai tờ giấy ha. Rồi. Ví dụ như em thích số nào thì em điền một số vào đây. Rồi. Đây anh Linh gửi cho bạn nữ và điền một số bất kỳ từ 1 đến 9. Em thích điền số nào em điền vô đây? Từ 1 tới 9. Từ 1 tới 9. Một số từ 1 đến 9 là rồi. Được em. Rồi bây giờ gì? Em ơi. Dạ, em nghe anh ơi. Ở đây là anh và em là có hai người nha, em lấy cái số đó em nhân cho 2. Dạ. Rồi. Ra được kết quả thì ở đây là có thêm anh Linh và chị Tường thì em cộng thêm cho 2 và em nhân thêm cho 5. Hả? Giả gì? Rồi em cho biết cái số kết quả cuối cùng khi mà nhân cho 5 là bằng bao nhiêu vậy em ơi? Rồi. Là bằng bao nhiêu vậy chị Tường? 80. Dạ 80. Vậy là bạn nữ ghi số 7 đúng không em ơi? Dạ bạn đúng rồi số... anh ạ. À. Bạn nữ ghi số 7 đúng rồi. Bạn nam cũng ghi số này luôn. Tức bạn này ghi trước hay ghi bạn sao? Bạn này ghi trước nè. À. Bạn này ghi số 7 tức là hai người có gọi là tâm đầu ý hợp với nhau. À. Hai người đều số 7 hết. Rồi. Thôi bây giờ em muốn tìm mẫu hình lý tưởng thế nào em gái? Dạ, nói chung là tay chân sạch sẽ không có bị dơ đó anh. Trời, người ta nuôi heo người ta phải đưa coi ta giờ xè tay coi nhiều khi nuôi heo rồi có sạch sẽ không? Đây. Tay gì được sạch ha, sạch chân sẽ. Thì mang dài không thấy, quần áo tươm tất sạch sẽ. Dạ, cảm ơn chị. Có mùi heo gì không? Dạ tất nhiên là không ạ. À. Đủ chưa? Dạ đủ rồi. Thơm tho sạch sẽ. Dạ. Ủa mà em trai ơi, chị chưa hỏi em là thí dụ như em muốn bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Dạ dự định của em là trong vòng 1 năm chị ơi. Nhà lấy nhau về rồi vợ mình sẽ sống ở đâu? Dạ theo dự định của em thì sẽ sinh sống ở Bà Rịa Vũng Tàu. Nơi là... có heo không? Dạ kế hoạch là 3 năm nữa thì mình mở cái quầy thuốc và 5 năm thì mình sẽ xây dựng cái mô hình gọi là VAC anh Linh. Tức là chuồng trại đúng không? Dạ vườn ao chuồng. Nói chung là cuộc đời gắn bó với heo, em đồng ý không? Nhà em cũng nuôi heo mà chị. Ồ vậy hả? Dạ. Vậy được quá rồi. Ok vậy bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với sếp của em, với em gái, em trai và bạn. Rồi cho chị gặp đại diện bên nhà gái đi ạ. Ai sẽ là người phát biểu ạ? Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Hoàng Linh và tất cả các anh chị dự trong khán phòng ngày hôm nay. Rồi chào em. Qua những gì mà bạn trai này nói chuyện á thì chị cảm thấy là bạn khá là thực tình và có một cái định hướng cho tương lai khá là tốt, chuẩn. Mình tạo cơ hội đi cưng ha. Dạ. Rồi. Dạ hôm nay thì em đi với cô bạn thân. Bạn thân đúng không? Cậu bạn thân và em ruột. Rồi chào em. Em chào chị Cát Tường, chào chị anh Quyền Ninh ạ. Chào mọi người. Em là bạn của anh Hùng thì anh Hùng là một người rất là tốt bụng ạ và khá hài hước. Em thấy bạn gái bên đây thì khá xinh xắn anh Hùng. Rất dễ thương. Cũng được các anh. Rất là hợp với anh đó. Được okay. Anh. Cảm ơn nhiều. Đồng ý ha. Dạ. Rồi, đó là chỉ là ý kiến người thân thôi. Cái chính vẫn là hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ có ít phút để trò chuyện với nhau. Mở hàng rào ra. Rồi. Em chào em. Đầu tiên thì gặp anh có món quà nhỏ ha, nhưng mà có ý nghĩa rất là to. Dạ. Em cứ mở quà ra từ từ thì anh sẽ giải thích từ từ những cái ý nghĩa của các món quà. Dạ. Gì mà hồi hộp quá vậy, ông này cũng hồi hộp quá. Ở trong đây thì có một cái gọi là lá thư tình anh viết cho em ha. Rồi, đọc lớn lên luôn em. Thư gửi vợ tương lai của anh. Thật ra tình yêu đơn giản lắm. Nhớ thì hẹn hò gặp nhau. Đi đâu làm gì nói cho nhau một câu. Vất vả khó khăn thì cùng nhau vượt qua. Nghĩ đến đến nhau mà giữ mình chung thủy. Động viên khích lệ nhau. Cố gắng trong cuộc sống, đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ, tin tưởng và trân trọng nhau mỗi ngày. Tình yêu là sự bắt đầu từ những điều giản dị và chân thành nhất. Còn nhiều quà lắm em, coi hết luôn em. Dạ. Cái này là cái nhánh hoa hồng ha, anh đã mạ vàng nó, anh tặng cho em. Dạ. Biểu hiện cho tình yêu của anh với em là mãi mãi trường tồn. Có vàng thiệt không em? Dạ, nó màu vàng thôi chị. À. Còn gì nữa không? Còn cái gì nữa kìa? Đó, tiếp. Ở đây là có kèm theo là các cái hộp son ha. Thì với anh á, là quan niệm là con gái sinh ra là được yêu thương và chiều chuộng, là cứ đẹp là được. Rồi còn nữa, chưa hết, nhiều lắm. Ồ,
của cái đồng hồ xinh xắn. Còn cái đồng hồ nó có ý nghĩa là khi mà yêu nhau á, thì anh với em nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn. À, cũng ga lăng dữ ha, mới gặp mặt mà quà quá trời quà. Dạ, em chuẩn bị rất là kỹ với chị Tường. À, chuẩn bị bao nhiêu lâu mới được như đó vậy em? Em chuẩn bị hơn một tháng đó anh Linh. Em cảm nhận như thế nào về món quà của ảnh ngày hôm nay? Rất là công phu chị. Đấy là cái duyên mà hai bạn gặp nhau đấy. Bây giờ dạ, thì hai bạn sẽ trò chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Bắt đầu đi. Em đi làm thì công việc hiện tại thì cuối tuần em có được rảnh không? Dạ cuối tuần em rảnh. Cho em hỏi là mẫu người của anh là như thế nào? Mẫu người của anh thì như em là được. Hay okay. Quá, tôi chờ chốt câu hay thiệt luôn. Không biết em cảm nhận về anh như thế nào? Có một chút đó là thật thà, cũng hài hước ạ. Bây giờ có một vấn đề đặt ra cho đơn giản cụ thể nè. Nếu như đêm đó em trực mà có 100 con heo chuẩn bị đẻ, xếp giao cho em phải canh 100 con heo đó đẻ, và đêm đó vợ em đẻ, cũng đẻ. Vậy thì bài toán đưa ra làm sao? Không, vậy thôi anh Linh. Thực chất ra cái lúc mà vợ đã thì mình phải có trách nhiệm. Lúc đó mà vợ đã đi thì ok, em sẵn sàng xin nghỉ để mà em lo cho vợ. Heo đẻ kệ heo, được. Không, heo thì có công ty, có quản lý người ta lo. Mình không việc gì phải lo. Vậy đi, cụ thể vậy đi cho nó gọn. Rồi bây giờ tỏ tình bạn gái nè, đó. Thể hiện tình cảm của mình ha, mình làm gì đó, mình nắm tay cổ. Cho làm anh xin được nắm tay của em ha. Không biết là em đến đây là có mệt hay không? Dạ, đổ mồ hôi á, hơi nóng. Hơi, chắc hơi mệt ha. Dạ. Nãy giờ chạy trong tim anh hoài mà sao không mệt được. Dạ. Nãy giờ chạy trong tim anh hoài mà sao không mệt được. Để thể hiện tình cảm thì anh sẽ hát một bài nữa ha. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giờ, thức giấc chung một giây. Em dối quá. Em xin hát cái bài khác ha. Nữa hả? Rồi tiếp đi em, sân khấu đó là của em luôn. Khi màn đêm buông xuống, từng bước chân rơi trên lòng đường, trôi về nơi quên lãng, trốn giấu đi vết đầu ngày tháng, đã nắm giữ trong tay để rồi tan tần theo khói mây. Dưng dưng đôi bàn chân vẫn trong mong tình yêu về đây. Thôi mới gặp nhau gì khói mây gì vậy. Em thấy người đối diện thế nào? Em thấy rất là thích. Thích không? Dạ. Tim có rung động không? Có, đập phình phịch nãy giờ luôn anh. Em có nghĩ cô gái ngồi trước mặt là một nửa yêu thương của mình không? Điều đó là chắc chắn rồi anh. Chắc chắn. Rồi dạ, hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi em, suy nghĩ thật kỹ. Anh Linh cho em đếm số nha anh Linh. Hả? Hả? Cho em đếm số nha. Rồi cho em đếm luôn đó. Anh đếm nha em. 3, 2, 1. Rồi hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Em gái dễ thương lắm á. Hôn một cái kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau nè. Xin phép hết toàn thể gia đình bên nhà gái. Làm gì xin phép, làm gì tự nhiên xin phép không nha. Xin phép để thể hiện cái nụ hôn đầu tiên, thể hiện cho buổi hẹn hò anh và em quen nhau. Dạ anh ơi, anh giới thiệu bản thân của mình, một số thông tin cơ bản về mình nhé. Dạ rồi, thì biên tập đang nói chuyện với mình á, anh thì anh cứ chủ động chia sẻ về mình ha, giúp em ha. Dạ rồi, em mời anh chị biên tập ạ. Dạ alo, anh nghe được cái tín hiệu ở bên em không ạ? Dạ có. Dạ vâng anh, đây anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân mình nhé. Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ, đang công tác ở đâu? Dạ. Em tên là Phong, và tên đầy đủ là Lê Phú Phong. Em sinh năm 1990, quê em ở Đông Sơn, Thanh Hóa. Hiện tại thì em đang làm ở ngoài khu công nghiệp Băng Ninh. Anh Phong có điểm mạnh, điểm yếu gì nhỉ? Em thì có điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng. Và cái điểm yếu của em thì đấy là cái kiểu như thế là về nấu ăn thì em hơi kém. Em gần như thế là cái kiểu đi làm ngoài đời thì chỉ là ăn cơm quán các thứ thôi. Còn việc ví dụ nấu ăn các thứ thì
gần như thế là em không hay nấu ăn. Dạ vâng. Anh làm vậy là anh làm bên mảng nào anh Phong nhỉ? Em làm bên kỹ thuật. Kỹ thuật gì ạ? Hiện tại thì em đang làm ở bên công ty bia và nước giải khát. À, kỹ thuật viên của công ty bia và nước giải khát đúng không? Đúng rồi. Vậy là thu nhập trung bình của anh Phong là một tháng là bao nhiêu? Tầm chục hơn chục. Dạ vâng. Phong. Rồi. À, anh đã có những cái mối tình như nào rồi ạ? Trước đây thì có, nhưng mà trong một thời gian thì em có bị ốm nên là đã chia tay rồi. Tại sao chia tay vậy? Anh quen được bao lâu mà tại sao lại chia tay? Em quen thì cũng quen lâu rồi, nhưng mà cái kiểu như thế là một thời gian trước bọn em cũng có yêu nhau ấy. Nhưng mà xong một thời gian thì em có bị ốm và nằm viện, nên xong một thời gian nó cũng mất khá nhiều, nên là cô ấy cũng chia tay em vì cái vấn đề đấy. Anh bị bệnh gì mà tại sao cô ấy lại chia tay anh? Thì em bị tai nạn. Bị tai nạn giao thông ấy. Bị tai nạn giao thông. Anh bị viện khoảng bao lâu mà tại sao cô ấy, tại chẳng lẽ là cô ấy thấy anh bị tai nạn rồi mất hơi bị nhiều tiền cho nên là cô ấy bỏ hay là sao? Cũng một vấn đề như thế, với lại thứ hai nữa là cũng có ý định rồi nên là mình cũng muốn chia tay, dựa vào vấn đề đấy chia tay luôn. Ok. Ủa là anh sau cái chuyện đó là trước đó là anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hai ạ. Là mối tình gần đây nhất của anh là cô ấy bỏ đúng không? Vâng, đúng rồi. Trước thì cái kiểu như bọn em cũng yêu nhau thì xong rồi em cũng có người khác thích, nhưng mà cái kiểu như thế là đang yêu cô ấy nên là em cũng không muốn chia tay. Xong rồi em có vấn đề bị như thế nên là cái kiểu như thế nằm viện một thời gian thì là cô ấy mới chia tay. Mà anh có hỏi lý do tại sao cô ấy chia tay anh không? Lý do thì em nghĩ là vâng, em chỉ nghĩ là cô ấy tìm trong khoảng thời gian đấy thì cô ấy tìm một người thích hợp hơn, thì chắc là ý định đấy cô ấy chia tay thôi. Cái này là anh chỉ nghĩ thôi đúng không? Em đoán là như thế, bởi vì là mà cũng chắc chắn như thế. Sau đấy một thời gian thì em khỏi bệnh thì thấy cô ấy có lấy chồng, thì em đoán là như vậy thôi. Bởi vì mình nằm viện thì mình không để ý, không quan tâm được nhiều về vấn đề đấy. Rồi ok, vậy thì sau cái cô này thì anh có tìm hiểu ai nữa không? Dạ chưa, cái kiểu như bây giờ em đi làm ấy thì là 12 tiếng một ngày nên là thời gian nó hơi nhiều, nên là mình không có thời gian để đi tìm hiểu. Thì em có thấy chương trình có tạo điều kiện đấy thì em mới có đăng ký. Hiện tại thì bây giờ đó, anh lên đây là anh mong muốn người bạn gái của anh như thế nào? Em chỉ cần một người biết quan tâm gia đình, biết chăm lo, ví dụ như cho bản thân, chồng con các thứ, và muốn một người là ví dụ như làm việc quê cùng quê, nhưng mà ví dụ như đang làm việc ngoài Bắc Ninh là nó tốt hơn, bởi vì là em làm việc ngoài Bắc Ninh thì em mong muốn một người ví dụ cùng quê làm việc ngoài Bắc Ninh thì em cũng có nhiều thời gian, bởi vì ví dụ một người ở xa thì em cũng nghĩ rằng kiểu như xa quá ấy, mình không có thời gian để mà đi đến mình chia sẻ những cái lúc mà ví dụ họ buồn hoặc là có tâm trạng như thế nào đấy. Còn nghề nghiệp của bà nữ thì sao anh? Nghề nghiệp thì không quan trọng. Nghề nghiệp cô ấy làm cái gì cũng được, không quan trọng lắm. Lỡ cô ấy thất nghiệp ở nhà không thì sao? Dạ. Lỡ cô ấy thất nghiệp ở nhà thì sao anh? Anh có thể lo được cho bạn ấy không? Thất nghiệp ở nhà? Nếu mà thất nghiệp ở nhà thì cũng được, không vấn đề gì hết. Chỉ cần cô ấy, ví dụ trong khoảng thời gian thất nghiệp mà cô ấy có thể đi làm được. Còn ví dụ bây giờ cô ấy ra mà ví dụ như không có công việc, em có thể nuôi được hết. Không phải lo về vấn đề đấy. Em chỉ cần cô ấy cái kiểu như thế là ngoan hiền là được rồi. Tính cách ngoan hiền đúng không? Tính cách ngoan hiền, biết tôn trọng bố mẹ các thứ là được rồi, không cần quan trọng lắm về ví dụ như thế đấy, nghề nghiệp như thế nào đâu. Ủa anh còn đầy đủ bố mẹ không? Có, đầy đủ bố mẹ.
Gia đình của anh là có khoảng bao nhiêu anh chị em? Dạ. Gia đình của anh có khoảng bao nhiêu anh chị em? Có hai anh chị em thôi, em gái thì nó lấy chồng rồi, còn có mỗi mình em. Ví dụ như anh lên chương trình thì anh có thể đi với ai được? Em không biết được bởi vì là bố mẹ ở quê thì cũng chắc không ra được ngoài Hà Nội để có chuyến vé máy bay đi vào trong chương trình, mà chắc chỉ có một mình em thôi. Hoặc là nếu mà cần thiết thì chỉ có một bạn thân thôi. Có thể đi với bạn thân ha. Vâng, nhưng mà bạn thân thì cũng rất ít thời gian bởi vì họ đi làm công ty, phải phụ thuộc vào môi trường công ty nữa cơ, nên là em không dám chắc đâu. Rồi, cho em hỏi tiếp nào, ngoài cái tính cách ngoan hiền tôn trọng bố mẹ ra, thì anh có yêu cầu bạn gái là nấu ăn giỏi không hay sao? Không, chỉ cần nấu ăn được là được rồi, bởi vì là em rất dễ ăn. Không cần thiết phải nấu ăn quá ngon hay như thế nào đâu, nấu được là được rồi. Không cần thiết nữa thì ví dụ như không nấu thì em có thể phụ được, nhưng mà phụ thì em chỉ nhặt rau hoặc là như thế nào đấy thôi, chứ còn nếu không nấu thì em không nấu được, bởi vì là em nấu có bao giờ em nấu ăn đâu, còn đi làm xong rồi ra quán ăn nữa mà, chỉ cần một người như thế thôi. Dạ rồi, ok. Vậy thì cái điểm tính cách nào của bạn gái mà anh không thích? Tính cách thì em chỉ cần là ngoan hiền và biết không thích không lo cho gia đình. Không thích ở không thích ạ. Không thích thì chỉ thích cái là không thích cái là lăng nhăng thôi, chứ còn chẳng vấn đề gì hết. Lăng nhăng rồi gì nữa? Hiện tại thì em cũng nghĩ được như thế. Có nóng tính hay quýnh chồng không, anh có lo không? Nóng tính thì nói chung nóng tính, mà khi ví dụ chẳng hạn mình nhậu nhẹt về mà người ấy nóng tính thì lấy chuyện bình thường thôi. Em chỉ cần một người đó là cái kiểu như thế, là ví dụ mình đi làm về, ví dụ như thế là lo được cho về tài chính các thứ. Ví dụ em đi làm về nhiều lúc ấy có tiền, nhưng mà cái kiểu như thế là nhậu nhẹt các thứ thì em con trai mà hay phung phí nó nhiều quá. Chỉ cần cô ấy giữ hết cho mình và lo cho mình bữa ăn là được rồi. Chỉ cần bạn gái lo giữ tiền ăn là được đúng không? Đúng rồi, chỉ cần như thế mà ngoan hiền là được rồi, với lại biết kính trên bố mẹ các thứ, thương em các thứ, lo việc gia đình là được rồi, không cần quan trọng lắm. Ok. Rồi, ok, vậy thì cái ngoại hình thì như thế nào? Ngoại hình của bạn gái mong muốn. Em chỉ cần 1m55 thôi. Lại 1m55 trở lên. Và mà cái quan trọng là em muốn một người ở trong quê mình ấy, hoặc là đang làm việc ngoài Bắc Ninh thì càng tốt hơn, bởi vì là như thế thì em mới có nhiều thời gian em đến và chăm sóc các thứ, gọi han các thứ, nó gần gũi thì nó sẽ tạo được nhiều tình cảm hơn. Chứ còn ví dụ như xa quá thì nói chung nó cũng hơi bất tiện về phương tiện đi lại. Thứ hai nữa là công việc của em thì nói chung nó cũng nhiều thời gian, nên em cũng không có nhiều thời gian để mà chăm sóc được. Ok, rồi, ngoại hình là mong muốn 1m50, mập ốm. Mập thì nói chung không cần phải quá mập, nhưng mà nhìn nó đều đều là được rồi. Chứ còn cũng ốm quá thì cũng có thể là về chăm thì béo là được rồi, không quan trọng lắm. Là không quan trọng ngoại hình luôn đúng không? Không, ngoại hình nói chung nhìn nó tương đối là được rồi. Ok, mà như thế nào là tương đối, anh phải có một cái hình mẫu nào đó chứ? Ông nhìn ví dụ mình nhìn vào mà nhìn thấy có nghĩa là đừng có gầy gò quá. Ý là phải anh có một cái mẫu diễn viên nào không mà anh thích đâu. Không, em không cần, chỉ cần nhìn vào mà cảm thấy như thế nó hợp lý là được thôi, chứ cũng không cần với diễn viên nào hết. Ý là tại vì cái mẫu của mỗi người mỗi khác. Ví dụ như em thấy siêu black thì cũng được, thì anh cảm thấy được không? Chẳng hạn vậy. Không, như thế em chỉ cần là cái kiểu như người mà tầm 1m55 nhưng mà người nó đều đặn là được thôi, không cần phải béo quá hoặc là quá gầy thì cũng, nếu mà chăm được thì vẫn được thôi, không vấn đề gì. Dạ rồi, ok. Cao 1m55, không quá mập quá ốm, tương đối. Rồi da trắng, da đen, da ngăm được không? Không, da trắng trắng xíu nhìn nó được, như da đen quá nó đồ, cũng hơi bất tiện.
Ok. Ủa Hiệp có hỏi không Hiệp? Alo. Em vẫn nghe được. Dạ ok rồi, chị có hỏi đi. Em còn hỏi, em còn muốn hỏi gì ở bạn trai nữa không? Dạ không được rồi. Dạ dạ. Ok, vậy ví dụ như anh lên đó, cái việc mà anh lên chương trình đi, cái việc mà khi ví dụ như anh mở màn ra, anh tỏ tình với bạn gái, anh có một cái ý tưởng nào không? Là sao ạ? Hỏi lại đúng không ạ? Ví dụ như hẹn hò á, thì anh có thể làm cái gì để cho bạn bạn gái có thể chinh phục được, chinh phục bạn gái á? Cái này thì em cũng chưa nghĩ tới, nhưng mà ví dụ như mình gặp, ví dụ như nói thì ví dụ như em có thể thuyết phục hoặc là nói chuyện chung cái định cái về cái vấn đề. Anh có người lãng mạn không? Dạ. Anh nghĩ anh có phải là người lãng mạn không? Lãng mạn thì em thì cũng tùy thôi, chứ không phải là lãng mạn quá, bởi vì là người bên kỹ thuật mà đôi khi nó cũng hơi thô một xíu. Ok rồi. Ok rồi, có gì sẽ nếu mà hỏi sâu chi tiết thì sẽ có biên tập sẽ hỏi với anh sâu hơn ha. Còn giờ thì ok rồi, tụi em sẽ liên hệ với anh sau. Dạ, phỏng vấn dạ, mình vâng. Xong rồi đó anh, cái gì anh bấm nút tỏ thác cuộc gọi giúp em nha. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn ạ.